Hello, hello, xin chào các bạn để đến với Thuần Cap đồ ngày hôm nay. Hiện bây giờ đây là khoảng 8 giờ rưỡi tối, giờ Cali các bạn ngày thứ năm Ở Việt Nam đây các bạn đã bước qua là ngày thứ sáu rồi, chúng ta một lần nữa lại chuẩn bị kết thúc một tuần. Thời gian một lần nữa tôi lại cảm thấy là qua wow, rất là nhanh các bạn. Và chúng ta thấy là trong tuần này đó, tuy chúng ta không có những cái sự kiện tài chính lớn, nhưng mà chúng ta lại có rất là nhiều tin tức các bạn ngày hôm nay cũng như vậy. Chúng ta liên tục nhận được rất nhiều những tin tức lớn liên quan đến kinh tế vĩ mô. Và trong tuần này thôi đó, chúng ta cũng đã có hai ngân hàng Trung ương lớn đã giảm lãi suất rồi các bạn. Thứ nhất đó chính là ngân hàng trung ương của Canada và thứ nhì đó chính là ngân hàng trung ương của châu Âu. Cả hai ngân hàng này đã giảm lãi suất 0.25% và ngày hôm nay chúng ta lại có ngân hàng trung ương thứ ba các bạn đó chính là Ngân hàng trung ương của Đan Mạch các bạn, của Denmark, hôm nay họ đã giảm lãi suất xuống 3.35 từ 3.6%. Chúng ta thấy được là những ngân hàng trung ương đã bây giờ họ đã bắt đầu cái bước đầu tiên này giảm lãi suất rồi. Có thể nói là chúng ta cũng đã trải qua cái thời kỳ siết chặt tiền bạc rồi các bạn, siết chặt dòng tiền. Bây giờ chúng ta bắt đầu bước qua thời kỳ thả lỏng. Đương nhiên các ngân hàng trung ương mà chúng ta quan tâm nhiều nhất đó chính là ở Hoa Kỳ các bạn. Tại vì trên căn bản đó nền kinh tế lớn nhất thế giới bây giờ là Hoa Kỳ. Thứ nhì chính là Trung Quốc và Trung Quốc trên căn bản cũng không có tăng lãi suất các bạn đã nhớ là sau khi mà họ đã coi như là xong đại dịch rồi đó thì nền kinh tế rất là chậm sau đó thì các bạn thấy là Trung Quốc cũng liên tục giảm lãi suất để mà kích thích nền kinh tế và cũng gặp nhiều vấn đề liên quan đến thị trường bất động sản cho nên Trung Quốc cũng đã thả lỏng dòng tiền cũng cỡ hơn một năm rồi các bạn bây giờ cũng đã có một số kết quả rồi các bạn thấy là sau khi mà bắt đầu thả lỏng dòng tiền thì phải tốn một thời gian mới thấm vào nền kinh tế trước đây khoảng chừng một năm tình hình ở Trung Quốc rất là tệ các bạn bây giờ cũng đã đỡ hơn tại vì dòng tiền được thả lỏng lãi suất giảm xuống cũng đã bắt đầu thấm vào trong thị trường khiến cho nền kinh tế nó đã tăng trưởng trở lại ở Hoa Kỳ đó thì vẫn chưa và khi nào đó thì chúng ta phải đợi tới tuần sau tuần sau chính là cuộc họp của fed để xem coi giọng điệu của họ như thế nào không có ai nghĩ là chúng ta sẽ có được cái đợt giảm lãi suất lần đầu tiên tuần sau đâu nó còn quá sớm nhưng mà ai biết được các bạn tùy theo ngày mai đó có một dữ liệu tùy theo dữ liệu đó như thế nào đó chính là phần trăm thất nghiệp tại Hoa Kỳ tuy là bây giờ ước tính đó, thì vẫn còn rất là tốt các bạn cái tháng vừa rồi là 3.9 và ước tính tháng này cũng là 3.9 sáng mai đó khi mà thưởng thức chị thì chúng ta đã có tin tức này rồi tại vì chúng ta sẽ có vào lúc 5 giờ rưỡi sáng giờ Cali nghĩa là ở Việt Nam nên các bạn sẽ nhận được tin tức này vào cái thời điểm là khoảng 5 giờ rưỡi chiều ngày hôm nay tại việt nam các bạn sẽ có cái thông tin liên quan đến phần trăm thất nghiệp tại hoa kỳ các bạn có thể dễ dàng google hay là lên trên trang web cnbc để mà xem tại vì lúc đó là năm giờ sáng thường vẫn chưa có thức đâu các bạn nhưng mà nói chung đó, thì bây giờ chúng ta đang nằm trong cái thời kỳ là tin tức xấu là tin tức tốt đáng tiếc nếu như mà chúng ta nhìn thấy ngày mai phần trăm thất nghiệp tăng lên vượt qua ba chín đương nhiên nó không tốt nó có ý nghĩa là nhiều người bị thất nghiệp thì đương nhiên là không tốt với những người đó rồi nhưng mà ngược lại đây lại là tin tốt cho thị trường các bạn tại vì đó lại là một cái áp lực khiến cho Fed phải giảm lãi suất ngay bây giờ đó thì chúng ta thấy là Fed đang đứng ở chính giữa một cái quyết định cực kỳ khó khăn nền kinh tế đang chậm lại cái đó thấy rõ ràng rồi các bạn bây giờ đã không còn nghi ngờ gì nữa vẫn chưa có đến lúc tệ như thành ra chia sẻ với các bạn là bây giờ đó coi như là cũng đã chậm lại nhưng mà chưa gọi là tệ nhưng mà nếu như mà còn chậm trễ đó thì có thể sẽ dẫn đến một cái mức là quá tệ cho dù Fed giảm lãi suất thì cũng phải tốn một thời gian dài để cho nền kinh tế hồi phục trở lại cho nên bây giờ là cái cánh cửa mà Fed có thể giảm lãi suất nhưng mà lạm phát thì vẫn còn ở cái mức cao các bạn và chúng ta cũng đã biết là tuy cái tháng vừa rồi đã phần trăm lạm phát CPI đã giảm trở lại nhưng mà ba tháng trước đó thì đã tăng cho nên trên văn bản Fed cũng không có một cái lý do để mà giảm lãi suất đâu họ đang đứng ở một cái thế cực kỳ khó khăn một đó là họ giảm lãi suất thả lỏng dòng tiền khiến cho nền kinh tế tăng trưởng trở lại nhưng mà lại khiến cho lạm phát gia tăng các bạn tại vì khi mà tình hình nền kinh tế ổn định và trở nên tốt hơn người dân sẽ chi tiêu nhiều hơn dẫn đến lạm phát tăng cao hai là họ tiếp tục con đường chống lạm phát và giữ chặt lãi suất như thế này thì giữ chặt lãi suất như thế này đã khiến cho tình hình ngày càng tệ hơn và sẽ dẫn đến suy thoái tài chính đường nào đó cũng không có kết quả tốt hơn các bạn cho nên chúng ta hãy xem coi tuần sau chủ tịch John Powell sẽ có cái giọng điệu như thế nào rất là khó khăn luôn các bạn và chúng ta nhìn thấy là chứng khoán Hoa Kỳ đó thì liên tục tăng trưởng và thật ra những tài sản cũng liên tục tăng trưởng trong thời gian đây các bạn ngay cả Bitcoin đã cái tay hai tháng cũng đã đạt cái đỉnh mới rồi và bây giờ chúng ta ở cái mức là khoảng 71.000 đô đã cái mức cực kỳ gần cái đỉnh rồi các bạn có thể nói là bất cứ lúc nào nếu như mà chúng ta có cái lực sẽ đẩy Bitcoin qua cây đỉnh cũ lập đỉnh mới. Tại sao các bạn thì chúng ta thực là thị trường thì không tin là Fed có thể ngoan cố tiếp tục giữ lãi suất cao một thời gian dài sớm muộn gì trong năm nay là họ cũng phải giảm lãi suất mà thôi và bây giờ ước tính là vào tháng 9 và tháng 12 của năm nay sẽ có hai đợt giảm lãi suất chúng ta hãy xem coi là tuần sau tình hình như thế nào tuần sau đó đương nhiên thuộc sẽ cố gắng để mà chia sẻ trực tiếp với các bạn về những cái lời chia sẻ đến từ chủ tịch John Powell nhưng mà ngày hôm nay đó thì các bạn nhìn thấy là chứng khoán cũng không thay đổi nhiều chỉ số Nasdaq và S&P 500 đó thì không thay đổi nhiều và ngày hôm qua các bạn đã nhớ là chỉ số S&P 500 cũng đã đạt được cái đỉnh mới rồi hôm nay cũng không có thay đổi nhiều và Dow Jones thì hôm nay tăng 0.2%. Phiên market thì bây giờ đó thì đang xanh nhẹ một chút mà thôi. Nói chung thì mọi người vẫn đang chờ đợi cái tin tức đó chính là phần trăm thất nghiệp tại Hoa Kỳ như thế nào và riêng thuận đó thì thuận chỉ có thể chia sẻ những gì mà thuận biết ở trong khu vực của thuận mà thôi các bạn. Hoa Kỳ rất là lớn, thuận không thể nào mà chia sẻ hết tất cả tình hình của tất cả mọi nơi nhưng mà những gì mà Thuận biết trong cái ngành tài chính ấy, thì tình thì bây giờ đang trở nên tệ hơn và chúng ta bắt đầu lại nghe nói tới sa thải nhân viên điều đó lại đang xảy ra các bạn chúng ta có thể nhớ là cái đợt sa thải lớn đầu tiên đó là vào cuối năm 2022 hầu như tất cả mọi người đó đều sa thải nhân viên thời điểm đó các bạn sa thải rất là nhiều luôn chúng ta nói tới công ty công nghệ cũng sa thải ngân hàng cũng sa thải nhưng mà cái đợt đó đó là họ sa thải tại vì họ biết là Fed đang trên con đường tăng trưởng lãi suất họ sa thải để mà bảo tồn lợi nhuận của mình rồi tới năm 2023 đó, thì tình hình vẫn còn gọi là ổn định các bạn chúng ta cũng nghe nói tới sa thải đây rồi sa thải kia nhưng mà nói chung đó, thì những công ty họ vẫn tiếp tục cố gắng hoạt động với cái nhân sự mà họ đang có kỳ vọng là chúng ta sẽ có tin tức tốt năm vừa rồi là Fed sẽ giảm lãi suất nhưng mà cuối cùng không có các bạn. Fed lại tiếp tục tăng lãi suất lên tới cái mức cao đó là 5.25 thường nhớ là vào hè năm ngoái và giữ cái mức đó cho đến bây giờ các bạn hơn nửa năm rồi. Và sau nửa năm lãi suất cao như vậy đó thì các bạn thấy là những công ty mà trước đây họ sa thải nhân viên để mà bảo tồn cái lợi nhuận của họ bây giờ thì khác các bạn bây giờ họ sa thải nhân viên tại vì tình hình đã trở nên tệ hơn thu nhập của họ đã kém rất là nhiều họ đã cố gắng gồng ở cái mức lãi suất cao một thời gian dài rồi bây giờ họ bắt đầu chịu hết nổi và đó là cái tình hình mà thường có thể nhìn thấy được riêng đối với thị trường tài chính mà thôi các bạn còn về những ngành khác thì không có biết nhưng mà chúng ta cũng sẽ nhìn vào cái phần trăm thất nghiệp ngày mai cũng sẽ hiểu rõ hơn là ngành nào mướn người ngành nào không mướn người các bạn và chúng ta có thể nhìn thấy được là hợp đồng của dầu ngày hôm nay ở mức là 75 đô 61 cent à, và mức này thì coi như cũng đã thấp các bạn vẫn dưới 80 đô vàng đó, hôm nay cũng đã tăng thêm một chút xíu nữa sắp sửa trở về cái mức là 2.400 đô các bạn thì bây giờ là 2.396 đô về crypto đó chúng ta sẽ nói thêm một lát nữa nhưng mà giá của btc thì cũng cỡ đó các bạn hiện bây giờ là 70.923 đô thì cũng cỡ 71.000 đô ether đó thì cũng cỡ đó các bạn 3.803 đô chúng ta sẽ nói thêm những cái thông tin liên quan đến crypto nhưng mà trước hết thì hôm nay lại có một tin tức nó sôi động hơn và đương nhiên chúng ta quan tâm đến lãi suất ngân hàng trung ương tại vì cái đó nó liên quan đến dòng tiền các bạn dòng tiền ảnh hưởng đến tất cả tài sản và trong đó có luôn cả crypto nhưng mà ngày hôm nay đó chúng ta lại có một cái tin tức cực kỳ sôi động không biết là gần đây chúng ta cũng nói về rohan kiddy cũng vài lần rồi nhưng mà hôm nay đó lại cực kỳ sôi động một lần nữa các bạn cổ phiếu của gamestop đã tăng 40% các bạn và bây giờ còn tăng hơn con số đó nữa tại vì Ron Kitty đã lên được để mà livestream ngày mai các bạn và không những như vậy các bạn đã biết là gần đây đó thì cũng có nhiều người đặt nhiều câu hỏi liên quan đến Ron Kitty có phải là lợi dụng cộng đồng để mà chốt lời hay là không thì đến bây giờ vẫn chưa phải các bạn các bạn nhìn thấy được là Ron Kitty đã update cái số lượng cổ phần GMB mà đang lưu trữ đó thì các bạn nhìn thấy được là vẫn như vậy nhưng mà lại gồng lại rất là nhiều chúng ta nhìn thấy hiện bây giờ đó thì Ron đi đang lưu trữ tổng cộng là 586 triệu hơn nửa tỷ đô la các bạn 586 triệu 459 005 đô giá trị cổ phần GMB và đương nhiên trong đó nó có cổ phần GMB cộng với lại cái lệnh call option quyền được mua đáo hạn vào ngày 21 tháng 6 này nghĩa là còn khoảng đâu đó là hai tuần nữa thì các bạn có thể thấy được là cái số lượng lợi nhuận mà đang gồng bây giờ đã cực kỳ nhiều các bạn tổng giá trị đã lên tới 586 triệu và đang gồng lãi là 382 triệu các bạn thấy được là chỉ ngày hôm nay thôi đó đã có lợi nhuận là 250 triệu rồi tới bây giờ các bạn nhìn thấy được là Ron Kitty thì vẫn đang gồng lãi cho nên với cái thông tin là Ron Kitty sẽ livestream ngày mai đã khiến cho mọi thứ nó cực kỳ sôi so động Và các bạn có thể nhìn thấy được là hôm nay đã cổ phiếu của GMB kết thúc tăng 47% lên tới mức là 46 đô 55 và các bạn thấy là sau khi kết thúc đó thì after hour trading đã lên tới mức là 61 đô 27 và các bạn có biết là chỉ cần tăng thêm một chút nữa, dựa theo ước tính của rất là nhiều người các bạn thì đâu đó khoảng chừng là 67 tới 69 đô, có nghĩa là nếu như mà cổ phiếu của Jimmy tăng một chút xíu nữa lên tới mức là 67 hay là 69 đô ngày mai đó, thì Ron Kiddy sẽ trở thành tỷ phú các bạn. Các bạn có nghĩ đi, chỉ một lệnh thôi trong thời gian ngắn đã có thể khiến một ai đó trở thành tỷ phú rồi. Đây là một cái câu chuyện nó còn hấp dẫn hơn là cái lần đầu tiên khi mà Ron Kitty xuất hiện các bạn. Lúc đó thì chỉ lợi nhuận hoa chừng đâu đó là 40 triệu, 50 triệu gì thôi. Bây giờ đã lên tới con số hàng tỷ thôi các bạn cái sự kiện này đó là sự kiện cực kỳ lớn và cái số lượng người mà quan tâm đó mà chờ đợi để mà xem cái livestream đó các bạn nhìn thấy được đã lên tới con số là 12.000 người. 12.000 người các bạn đang chờ đợi và các bạn nhìn thấy được là trong thời gian ngắn thôi khi mà chúng ta zoom ra thì các bạn có thể nhìn thấy được là cổ phiếu của GME đã tăng trưởng một cách đến nó cực kỳ khó đoán luôn các bạn từ cái mức mà chỉ có khoảng chừng 10 đô tăng vọt lên mức bây giờ là 6 mấy đô các bạn nói chung nó cổ phiếu này đó tăng lên rồi giảm mạnh tăng lên rồi giảm mạnh đó. y chang như là một cái meme khỏi luôn và với cái sự tăng trưởng đột ngột ngày hôm nay đó thì uh, các soát thủ GME đang lỗ là 2.1 tỷ đô la chỉ tính ngày hôm nay thôi các bạn Vừa theo ước tính đến từ Kobishi Ladder và các bạn có thể thấy được là E-Trade thì đã lên tiếng nói là đang xem xét để xem coi có nên cấm Ron Kitty trade trên nền tảng của họ hay là không tôi cảm thấy cái này rất cực kỳ vô lý thôi đã chia sẻ với các bạn cũng vài lần rồi Nhưng mà các bạn thấy được là nơi này không thích thì sẽ có nơi kia Các bạn thấy được là Robinhood CEO đó thì đã lên tiếng nói là nền tảng của chúng tôi đã sẵn sàng cho buổi livestream từ Ron Kitty Các bạn thấy được là Ron Kitty đã không những là làm giàu cho bản thân mình mà còn khiến cho rất là nhiều những sàn giao dịch làm giàu của các bạn Tại vì khi mà Ron Kitty trade khiến cho thị trường sôi động lên người ta trade nhiều hơn và những sàn giao dịch họ kiếm được nhiều tiền hơn và có một điều nữa đó các bạn để ý hay là không hai người này nhìn rất là giống nhau các bạn không biết có ai đã từng thấy hai người này ở cùng một địa điểm chưa tại vì các bạn nhìn thấy được là ở bên tay trái đó chính là Ron Kitty hay còn gọi là Kid You các bạn đó chính là cái tên chính thức và bên tay phải đó chính là CEO của GameStop và các bạn thấy được là trong tấm hình này đó thì họ có hai cái mái tóc khác nhau nhưng mà một thời gian trước đây đó như là một bạn bên dưới đã nhắc nhở các bạn nên nhớ là năm 2021 đó thì cả hai người này đều để tóc dài các bạn và thật ra lần này đâu Ron Kiddy nhìn ra sao chúng ta vẫn chưa có biết không biết ngày mai đó Ron Kiddy sẽ nhìn thế nào các bạn không biết đã cắt tóc ngắn hay là chưa chúng ta sẽ biết ngày mai mà thôi thì thuận chia sẻ câu chuyện của Ron Kiddy một phần đó là tại vì đây là cái câu chuyện lớn câu chuyện rất là hấp dẫn các bạn và một phần nữa đó là các bạn thấy trong thị trường tài chính không gì là không thể hết các bạn có thể nhìn thấy cổ phiếu của GME một công ty mà có thể nói là cái công ty này đã, đã sắp sửa trên bờ vực phá sản mà năm 2021 lại được sống lại bởi vì một cái phong trào meme các bạn phong trào meme stock nó không liên quan gì đến là doanh thu công ty hay là công ty phát triển như thế nào các bạn nhìn thấy được là không gì không thể hết và giá cả có thể tăng trưởng một cách cực kỳ đột ngột và vốn hóa tăng trưởng cực mạnh thì đối với những cái tin tức như là thùng sắp sửa chia sẻ với các bạn đó tuy là chúng ta đọc các bạn thấy được là những người này họ có thể là mơ hay là họ có thể là kỳ vọng quá lớn về giá của bitcoin nhưng mà về những gì chúng ta biết liên quan đến thị trường tài chính bây giờ chúng ta biết có rất nhiều dòng tiền ở khắp nơi chỉ là họ có muốn sử dụng bây giờ hay là không mà thôi và giá cả vốn hóa đó thì hoàn toàn có thể đẩy lên tới cái mức cao các bạn không thể tưởng tượng được thị trường đó luôn cho các bạn một cái sự bất ngờ và nó luôn tồn tại bất hợp lý lâu hơn là bạn còn vốn thị trường luôn tăng cao hơn là bạn nghĩ và luôn xuống sâu hơn là bạn kỳ vọng cho nên các bạn thấy được trong thị trường không có gì là chắc chắn hết ngoại trừ là các bạn sẽ chắc chắn bị bất ngờ cho nên khi mà chúng ta nhìn thấy là những cái dự đoán như là chúng ta thấy uh, liên quan đến uh, Standard Chartered thì Standard cho là một ngân hàng cũng lớn các bạn và họ cũng đã liên tục đưa ra cái dự đoán liên quan tới giá của crypto và họ nói là Bitcoin có thể đạt được 150.000 đô nếu như mà Trump cự cựu tổng thống vào cuối năm nay. Cái mức giá này đó cũng là mức giá mà họ cũng đã nhấn mạnh nhiều lần rồi các bạn. Bây giờ thì giá Bitcoin là đâu đó khoảng 71.000 đô, nghĩa là Bitcoin phải tăng gấp đôi từ đến cuối năm. Nhưng mà cái này chưa có phải là một nhận định bullish lắm đâu. Các bạn nhìn thấy được là nhận định mà bullish hơn đó chính là đến từ Robert Kiyosaki. Thật ra lần này đó thì ông chia sẻ cũng khá là dài các bạn. Và Robert Kiyosaki cũng là một người mà rất là nặng chính trị. Nhưng mà nó tóm lại đó thì ông đã chia sẻ gì? Nhưng mà nào mà không rành Robert Kiyosaki là ai? Thì đây chính là tác giả của cái uh, chuỗi sách nó rất là nổi tiếng có tên là cha giàu cha nghèo và những bên nào mà chưa đọc cuốn sách cha giàu cha nghèo đó tôi nghĩ là cũng nên đọc để mà có thêm một cái thông tin các bạn có thêm một cái góc nhìn tại vì cuốn sách đó đó nó không có đi vào chi tiết là các bạn kinh doanh như thế nào các bạn đầu tư bất động sản ra sao các bạn nên có những cái chiến lược gì để mà kiếm tiền để mà gây dựng tài sản của mình nhưng mà nó cho các bạn một cái gọi là cái khái niệm các bạn khái niệm tiền là gì tài sản là gì tiêu sản là gì và nó cho các bạn một cái định hướng chung chung và nó cũng rất là tốt các bạn cuốn sách mà khiến cho thuận trở nên cực kỳ hứng thú với kiếm tiền đó, chắc chắn là cuốn cha giàu cha nghèo cho nên như vậy nào mà chưa đọc thì cũng nên đọc nó cũng rất là thú vị Nhưng mà Roy Kiyosaki đã cũng đã chia sẻ nó tóm lại Thì ông nói ngày hôm nay là ông sẽ mua Bitcoin Thêm vào đó là Ethereum và Solana các bạn Đây chính là ba đồng mà ông thu mua hiện tại Trước đây ông chỉ nói tới Bitcoin mà thôi Rồi sau đó lâu lâu ông nói tới Ethereum Lần này hầu như lần đầu tiên mà thuận nghe ông nói tới Solana Và ông nghĩ là giá Bitcoin sẽ đạt cái mức là 300 50.000 đô, đâu đó trong năm nay các bạn, khoảng chừng là trước ngày 25 tháng 8. Thì bạn thấy được bây giờ tới đó đó chỉ còn khoảng chừng 2 tháng mà thôi. Mà ông nghĩ giá có thể đạt tới 350.000 đô. Thuận tưởng đó là thuận bolus các bạn, nhưng mà cái sự bolus của thuận đó không có bằng một góc của Robert Kiyosaki nữa. <laughs> <laughs> nhưng mà đọc những tin tức này đó thì các bạn có thể cảm thấy đọc cho vui nhưng mà không gì là không thể hết các bạn đương nhiên không ai biết được tương lai nhưng mà khi chúng ta nhìn vào những cái thông tin liên quan tới GameStop các bạn có nghĩ đi cách đây hai tháng thì có ai nghĩ GameStop sẽ đạt cái mức 61 đô la hay là không tôi nghĩ là không có người đâu các bạn nhưng mà các bạn nhìn thấy bây giờ đã là sự thật rồi thì nhiều người đó sẽ chỉ có được là nhưng mà GameStop nó khác với lại thị trường Bitcoin GameStop đó là một cái cổ phiếu và vốn hóa cũng rất là nhỏ vốn hóa của GameStop đó nói chung là chỉ khoảng hơn 14 tỷ mà thôi và cái volume giao dịch thì đâu đó khoảng chừng là 173 triệu ngày hôm nay khi chúng ta nói tới Bitcoin đó, thì các bạn nhìn thấy được là vốn hóa Bitcoin là khoảng 1,4 nghìn tỷ hiện bây giờ. Và chúng ta có thể nhìn thấy được là cái volume giao dịch là khoảng hơn 20 triệu thì cái mà các bạn có thể nhận ra được là đúng là vốn hóa của Bitcoin cao hơn nhiều so với GameStop nhưng mà có một điều nữa các bạn cũng có thể nhìn thấy được là cái volume Bitcoin thì cũng cao tương tự cao hơn rất là nhiều hơn 10 lần so với lại GameStop các bạn và GameStop là một cái cổ phiếu ở Hoa Kỳ mà thôi có nghĩa là chúng ta thấy cái số lượng người có thể tham gia cũng giới hạn các bạn các bạn mà ở những quốc gia khác đó thì cũng khó để mà tiếp cận trực tiếp với cổ phiếu này nhưng mà ngược lại đó thì Bitcoin lại là một cái gì đó cả thế giới đều có thể hưởng được các bạn cho nên nếu như mà có một ai đó như là Ron khi đều xuất hiện thì giá Bitcoin lên tới đâu các bạn không ai dám tưởng tượng đâu nhưng mà khi chúng ta nghĩ đến vốn hóa sẽ tăng như thế nào giống như là lên tới mức là 300.000 đô thì chúng ta thấy được là ít nhất cái market cap vốn hóa phải tăng lên tới 4 năm lần thì nhiều người sẽ nói là tăng lên 4 năm lần thì tiền ở đâu mà nhiều như vậy thật ra chúng ta chỉ đang nói tới vốn hóa mà thôi vốn hóa nó khác với lại tiền đi vào thị trường này các bạn, tại vì vốn hóa đó là trên căn bạn các bạn lấy cái mức giá giao dịch gần nhất của Bitcoin nhân cho bao nhiêu Bitcoin trên thị trường, đó là vốn hóa, nó không có đại diện cho một con số thật các bạn, nhưng mà khi các bạn dùng tiền để mà mua Bitcoin đó ai đó mua 1 tỷ, 2 tỷ chỉ cần bao nhiêu đó thôi cũng có thể đẩy giá Bitcoin lên rồi các bạn và ảnh hưởng rất lớn đối với vốn hóa. Và bây giờ chúng ta đọc những con số như là 1,4 nghìn tỷ vốn hóa trên Bitcoin các bạn cảm thấy cũng nghe rất là bình thường. Nhưng mà trở lại đây 5 năm, 7 năm khi mà thủ mới làm YouTube hay là trước đó, nghe con số này đã cực kỳ kinh khủng và cũng sẽ có người nói với các bạn làm gì mà có nhiều tiền như vậy vào thị trường này khiến cho vốn hóa có thể lên được tới cái mức là 1,4 nghìn tỷ và giá Bitcoin lên tới mức là 71.000 đô. Bây giờ nó cũng đã là sự thật rồi. Thì đó là những cái suy nghĩ tích cực tôi muốn gửi đến cho các bạn Đương nhiên không ai biết được là từ đến cuối năm giá sẽ là bao nhiêu Nhưng mà chúng ta cũng thấy được là cho tới bây giờ đó thì mọi thứ vẫn đi theo chu kỳ mở 4 năm Sau này có khác hay không đó, thì sau này chúng ta mới biết được các bạn Thuận là một người mà tin vào lịch sử cho đến khi chúng ta có lịch sử mới Thì trên màn hình các bạn thấy được đây là cái phần trăm lợi nhuận của Bitcoin Từ năm 2021 tới bây giờ thì cái người tác giả làm ra cái bản đồ này các bạn Đó chính là Bitwise thì cũng cũng đã sắp xếp theo chu kỳ 4 năm các bạn nhìn thấy được là họ sắp xếp một cách rất là khéo léo thay vì là họ đi 2011, 12, 13, 14 thì họ lại đi dọc xuống tại vì làm như vậy các bạn sẽ thấy được là năm 2011 nó sẽ có sự tương đồng với năm 2015, 19 và 23 tại vì chúng ta đi theo chu kỳ 4 năm thì có nghĩa là năm nay năm 2014 nó sẽ tương tự như năm 2012, 16 và năm 2020 các bạn nhìn thấy được là cả ba cái đợt trước đó đó năm 2012 chúng ta có sự tăng trưởng cả năm là 217%, năm 2016 chúng ta có sự tăng trưởng cả năm là 123% và năm 2020 chúng ta có sự tăng trưởng nguyên năm đó là 308%. Năm nay đó chúng ta chưa kết thúc năm nay các bạn chỉ có chưa có nửa năm nữa nhưng mà chúng ta nhìn thấy là phần trăm lợi nhuận đã lên tới 73% rồi. Thì từ đến cuối năm chúng ta hoàn toàn có thể thấy là giá Bitcoin có khả năng tăng thêm nữa thì chúng ta so sánh với những cái đợt trước đó thì hiện bây giờ cũng chưa có gì thay đổi hết cái mà thay đổi lớn nhất trong cái chu kỳ này đó chính là chúng ta thấy giá của Bitcoin đạt đỉnh mới trước khi mà có Bitcoin halving nhưng mà khả năng cao đó đó chính là tại vì chúng ta có Bitcoin Smart ETF có một cái dòng tiền lớn bất ngờ ao ạt à, kéo tới thị trường này các bạn khiến cho giá cả tăng nhanh hơn là cái lịch sử chu kỳ thường nó sau khi mà có Bitcoin hai bình thì khoảng chừng là 8 tháng sau chúng ta mới thấy Bitcoin phá đỉnh cũ lập đỉnh mới có nghĩa là theo lịch trình thì đâu đó khoảng chừng cuối năm nay chúng ta mới thấy giá Bitcoin đạt đỉnh mới nhưng mà bây giờ đã có rồi các bạn tại vì chúng ta có Bitcoin hai bình thì nó có thay đổi cái chu kỳ 4 năm hay không bây giờ còn quá sớm để mà nói chúng ta bây giờ chỉ thay dựa vào chu kỳ một bốn năm mà thôi và ngay bây giờ đó cũng chưa có gì khác biệt hết các bạn Bitcoin thì vẫn tiếp tục con đường chu kỳ 4 năm như vậy nhưng mà tôi muốn trở lại để mà chia sẻ thêm một chút về Roy Kiyosaki chúng ta nghe ông chia sẻ đó thì cũng giống như là chúng ta có thêm một cái dữ liệu mà thôi các bạn Chứ còn chúng ta cũng đã biết là Rocky Saki cũng đã từng chia sẻ rất là nhiều những cái thuyết Nhất là cái lúc mà giá đi xuống đó, thì hôm nay là ông chưa mua Ông đợi xuống nữa, ông đợi xuống nữa Ông đợi từ 35 xuống còn 25, rồi hôm ông đợi xuống còn dưới 20 Rồi khi mà dưới 20 ông đợi xuống còn 15, rồi 15 ông lại muốn đợi xuống nữa các bạn Nói chung đó thì các bạn thấy được là ông cứ chia sẻ là ông đợi để mà mua, ông đợi để mà mua Rồi một ngày đã được đột ngột ông nói là ông đã thu một mua Bitcoin rồi Và bây giờ ở cái mức là 71.000 đô, ông vẫn nói là ông vẫn tích cực thu bình khôi thì ông có thật sự thu mua hay không và thu mua nhiêu thì chỉ có ông biết mà thôi các bạn và chúng ta hồi nãy mới nói tới robin hood thì hôm nay cũng có một tin tức rất là lớn liên quan tới robin hood crypto Chi tiết hơn đó là Robinhood đã ký hợp đồng để mà mua lại sàn Bitstamp với cái mức giá là 200 triệu đô la và nhiều người xem đây là một cái thương vụ rất là tốt đối với lại sàn Robinhood các bạn tại vì 200 triệu đối với sàn Robinhood không phải là nhiều khi mà nói đến thu mua lại một sàn giao dịch crypto. Bitstamp đó là một sàn coi như là cũng rất lâu đời các bạn, lâu hơn cả Coinbase. Coinbase thường nhớ là bắt đầu từ năm 2013 hay gì đó. Bitstamp bắt đầu từ năm 2011, đã 13 năm rồi các bạn. Sàn này đó thì thì có rất là nhiều bạn không quen thuộc tại vì đơn giản sàn này là một sàn mà chủ yếu hoạt động ở châu Âu các bạn và với cái mức giá này đó và với cái số lượng users ở trên sàn Bitstamp là 4 triệu thì có nghĩa là mỗi một user đó họ chỉ bỏ ra cái mức là khoảng 50 đô la để có được một user mà thôi đây là một con số rất là hấp dẫn và đương nhiên các bạn thấy được là sàn Robinhood là một sàn mà họ chuyên về chứng khoán mà thôi họ cũng có giao dịch crypto các bạn nhưng mà giao dịch crypto chỉ là một phần nhỏ trên sàn Robinhood thôi nhưng mà các bạn đã thấy được là bây giờ sàn Robinhood đã thu mua một sàn crypto ở châu Âu để mà tiếp tục mở rộng dịch vụ crypto thì họ đang rất là nghiêm túc với crypto hiện tại và các bạn cũng đã nhớ là sàn Robinhood đã nhận được cái Wells Notice đến từ SEC SEC đã gửi cho họ cái đơn mà SEC chuẩn bị có ý định kiện sàn Robinhood Họ cũng chẳng quan tâm các bạn Mà bây giờ họ lại còn muốn đi sâu hơn vào thị trường crypto này Tại vì sao? Tại vì có rất nhiều tiền để có thể kiếm được Và chúng ta thì được là Robinhood CEO đó 10F nói chúng tôi tin rằng crypto sẽ tái tổ chức cơ bản hệ thống tài chính. Chúng ta bây giờ hãy tiếp tục nói tới một số những thông tin liên quan đến crypto đi thì các bạn nhìn thấy là về giá cả đó thì Bitcoin hôm nay cũng như vậy các bạn, cũng cỡ 71.000 đô. Chúng ta nhìn vào tổng thị trường ngày hôm nay đó thì chúng ta thấy là vốn hóa giảm một chút xíu không phải đi nhiều lắm, giảm khoảng chừng là 0.8% và vẫn là ở mức là khoảng 2,7 nghìn tỷ gần 2,8 nghìn tỷ. Nhìn chung đó thì các bạn nhìn thấy hôm nay phần lớn những coin là màu đỏ và chúng ta cũng có những thông tin rất là nổi bật các bạn Thứ nhất là liên quan tới uh, Franklin Templeton các bạn Franklin là tôi nhớ là công ty tài chính quản lý đứng thứ 9 hay thứ 8 gì trên thế giới đó Chúng ta cũng đã vừa nói tới cái CEO Jenny Johnson ngày hôm qua của Franklin Templeton Và đương nhiên họ rất là bullish về crypto các bạn Họ cũng có cái quỹ Bitcoin Spot ETF và chuẩn bị phát hành Ether Spot ETF Thì họ cũng có một cái quỹ token hóa tài sản Cũng giống như BlackRock các bạn, họ có một cái quỹ token hóa tài sản có tên là Benji thì cái quỹ này đã chủ yếu là họ phát hành những cái cổ phiếu gọi là money market nhưng mà token hóa các bạn money market hiểu đơn giản đó có thể hiểu là nó là một cái loại account mà nó sẽ giữ một cổ phần là một đô la hiểu đơn giản nó giống như là một stable coin nhưng mà nó cho người ta có lợi nhuận tại vì tiền người ta bỏ vào cái quỹ đó chủ yếu là ngắn hạn mà thôi các bạn thì cái quỹ đó họ sẽ đi thu mua những công trái phiếu và sẽ chia lợi cho những cái người mà đưa tiền cho cái quỹ đó thì các bạn thấy được là đây là một cái quỹ mà được token hóa bởi Franklin họ cũng có những cái quỹ bình thường các bạn nhưng mà cái quỹ này đã quỹ trì là chỉ token kinh hóa mà thôi và bây giờ đó họ đã thêm một cái chức năng là cho những cái người đầu tư và cái quỹ này ngoại trừ việc là họ có thể đổi ra thành tiền mặt các bạn giống như là đưa tiền về ngân hàng họ bây giờ có thể đổi thành USDC thì cái này mới đọc nó cũng thấy là không gì gọi là nổi bật hấp dẫn hết nhưng mà thực ra nó mang ý nghĩa rất là lớn các bạn nhìn thấy được là những cái quỹ này ngay gặp lát đó các bạn họ sẽ có những chức năng để mà đổi tiền trực tiếp thành USDC tại vì sao tại vì họ muốn giữ tiền khách hàng ở trong hệ sinh thái crypto có nghĩa là gì các bạn có nghĩa là họ sẽ từ từ mở rộng hệ sinh thái này ra có nhiều những cái sản phẩm khác và họ không có muốn khách hàng của họ đem tiền về ngân hàng tại vì đem tiền về ngân hàng có thể là sẽ không có đem trở lại nữa và có thể là đầu tư vào một công ty khác hay gì đó nhưng mà đổi ra thành USDC nằm trên nền tảng của họ có thể dùng để mà đầu tư vào những quỹ khác cho nên các bạn nhìn thấy được đây là một cái dấu hiệu cho thấy những công ty như Franklin họ không có phải chỉ đơn giản ngừng ở những cái quỹ như là Benji cái quỹ Money Market hay là họ không đơn giản là chỉ muốn kiếm một ít lợi ích đến từ những quy bị con sport etf đầu họ có những cái chiến lược sâu xa hơn và mạnh mẽ hơn liên quan đến chuyện crypto này chúng ta cũng Nói tới thông tin kế tiếp đi, liên quan tới à, công ty Sampler Scientific. Họ thông báo mua thêm 247 BTC, nghĩa là khoảng 17 triệu đô. Nói chung nó đây là một công ty mà họ cũng mới bắt đầu thua mua Bitcoin các bạn, để vào ngân sách của họ. Và đương nhiên họ muốn theo gót chân của MicroStrategy. Họ là một công ty cung cấp uh, dịch vụ y khoa, nhưng mà họ cũng muốn học theo MicroStrategy để mà lưu trữ Bitcoin. Tại vì các bạn thấy nó đã mang lại nhiều lợi ích cho cổ đông. Ngoài chỉ việc là cổ phiếu tăng bọt ra đó, thì các bạn nhìn thấy nó cũng khiến cho nhiều nhiều người biết tới công ty này hơn và tính đến nay đó thì ở công ty Samler Scientific này họ đã hoa đồ tổng cộng là 828 BTC Tuy đương nhiên không nhiều bằng MicroStrategy nhưng mà cũng là thêm một công ty Họ lưu trữ Bitcoin các bạn trong ngân sách của họ thay vì họ lưu trữ những tài sản khác hay là mặt. Lý do tại sao thì đương nhiên tại vì họ muốn chống lạm phát rồi. Về ngắn hạn năm này năm nọ thì giá Bitcoin có thể dao động rất nhiều nhưng mà về dài hạn các bạn zoom ra ít nhất là 4 năm trở lên thì bất cứ 4 năm nào các bạn lựa chọn các bạn cũng sẽ nhìn thấy là giá Bitcoin đã có cái sự tăng trưởng không hề nhỏ trong khoảng 4 năm đó. Và khi nói đến tài sản lưu trữ giá trị thì đương nhiên tài sản đó đó phải qua mặt phần trăm lạm phát và không những vậy lại có sự tăng trưởng không những là lưu trữ được cái giá trị mà còn phải làm tăng giá trị tại vì tiền các bạn cực khổ làm ra các bạn không muốn giá trị của tiền các bạn cực khổ làm ra rồi để dành bị mất theo thời gian cho nên các bạn cần một tài sản nào đó không những là có thể bảo vệ được cái lực lao động các bạn mà còn có thể khiến cho giá trị của lực lao các bạn tăng theo thời gian và đó chính là bịch khôi và các bạn thấy có nhiều người đó thì họ cảm thấy bây giờ giá quá cao nhưng mà không phải cũng như gì đâu các bạn các bạn có thể nhìn thấy được là họ mua tổng cộng là 828 BTC ở cái mức là 57 triệu nghĩa là họ đâu đó mua ở mức giá là khoảng 68.840 đô la cho một BTC có nghĩa là mức giá đó không có phải là thấp hơn bây giờ nhiều đâu như được chia sẻ ngày hôm qua có rất nhiều người đó họ suy nghĩ một cách đơn giản là thị trường tài chính là thị trường mà người đi trước bán người đi sau có nghĩa là người đi sau sẽ là người mà sẽ phải ôm cái đó rồi đu đỉnh nhưng mà cái đó là một cái cách suy nghĩ mà thôi các bạn thường này nghĩ đó là thị trường tài chính là một thị trường mà người không cần bán thì người cần thì có thể là những người họ đã mua Bitcoin trước đây rồi Và bây giờ đó họ cần cái khác hơn là Bitcoin Giống như những người đã mua Bitcoin mức giá giả sử như là 20.000 đô đi Bây giờ họ đã có lợi nhiều rồi Thì bây giờ họ lại muốn mua nhà hay là gì đó Thì họ cần xài tiền Thì bây giờ họ cần cái nhà hơn là cần bitcoin trước đây họ cần bitcoin hay là cần nhà bây giờ họ cần nhà hay là bitcoin thì họ sẽ bán bitcoin của mình để mà mua nhà và ngược lại một ai đó có thể là bây giờ họ không có bitcoin nào hết họ có thể là đang lưu trữ rất nhiều nhà thì bây giờ họ có thể là bán một căn nhà của mình dùng tiền đó để mua bitcoin bạn nhìn thấy trên căn bản đó không có phải chỉ đơn giản là người đi trước kiếm được lợi nhuận rồi đưa cho người đi sau rồi người đi sau đó phải ôm cái đó rồi đu đỉnh đâu có thể nghĩ một cách khác đó chính là người không cần sẽ bán như người cần và trên thế giới này đã sẽ luôn có người không cần và người cần lúc nào cũng như vậy cho nên chúng ta mới có người bán và người mua cũng giống như là công ty sample scientific này cái mà họ cần bây giờ đó chính là BTC có thể là một ai đó cái họ cần bây giờ là tiền mặt và sau này có thể là họ đã có nhiều Bitcoin rồi họ cần cái khác nào có thể bán Bitcoin của mình cho nên người không cần sẽ bán cho người cần nó sẽ luôn là như vậy và không phải ai cũng tin đâu các bạn chúng ta thường nghe những thông tin thường chia sẻ thì ngày nào cũng thấy là wow tin tức rất là bullish rồi ai cũng biết về crypto thế giới này đang từ từ chấp nhận cái đó là đúng các bạn nhưng mà cái đó là chúng ta đang nhìn vào cái góc cạnh là thuần tập trung để mà tìm hiểu những tin tức riêng về crypto mà thôi chứ còn trên thế giới đó hàng ngày có biết bao nhiêu là tin tức các bạn biết bao nhiêu là trang web khác nhau và không phải trang web nào họ cũng nói về crypto đâu và khi mà nói về crypto họ cũng chưa chắc nói tốt được các bạn nếu như các bạn không tin thì các bạn có thể đi ra ngoài đường ngày hôm nay các bạn có thể là đi tới quán cà phê các bạn có thể hỏi mọi người có từng nghe nói tới Bitcoin hay chưa thì phần lớn mọi người cũng sẽ đã từng nghe nói tới Bitcoin rồi các bạn nhưng mà khi bạn hỏi sâu hơn có biết những quỹ nào lưu trữ Bitcoin hay không có biết Bitcoin spot ETF là gì hay không không, có biết hai bên là gì hay là không có biết chu kỳ 4 năm là như thế nào hay không tôi nghĩ là phần lớn sẽ không muốn biết đâu các bạn họ chỉ đơn giản đã từng nghe nói tới bịt khô mà thôi phần lớn mọi người thật sự cũng chưa có phải là quan tâm nhiều đến Bitcoin crypto đâu và nhất là thời điểm bây giờ tôi cảm thấy nó rất là khác biệt so với lại cách đây vài năm các bạn khi xưa đó khi mà giá Bitcoin qua khỏi mức 20.000 đô đó chính là năm 2020 các bạn lúc đó thị trường cực kỳ sôi so động lần này đó tuy Bitcoin đã đạt cái đỉnh mới có nghĩa là lên tới mức là 73.800 đô vào cái đây hai tháng nhưng mà thị trường cũng không phải là sôi so động lắm đâu đương nhiên là những bạn mà trong thị trường này thì rất là sôi so động nhưng mà phần lớn mọi người thường cảm thấy là cũng không có phải là cực kỳ ồn ào hay là cực kỳ sôi động trong cái đợt này cũng có thể là tại vì cái mức giá 73.000 đô nó không phải là một cái mức giá tròn có thể là phải đợi tới một cái mức giá nào đó như là 100.000 đô thì lúc đó mới thực sự sôi động thì trường bây giờ thường cảm thấy là nó chỉ từ từ nóng lại mà thôi và như thường vừa chia sẻ với các bạn không phải ai cũng nói tốt gì bị khôi đâu chúng ta nhìn thấy cái video mới nhất dài khoảng chừng là 5 phút đến từ nhà báo Watch Street Journal các bạn và cũng như thường lệ đó họ chia sẻ một cái video rất là dài Thôi sẽ không có chia sẻ trực tiếp với các bạn đâu tại vì nó tới hơn 5 phút lần Thôi đã đăng ở trên Twitter rồi các bạn ở trên X mà nào mà muốn biết thì có thể lên trên X mà xem nhưng mà cũng như thường lệ kết luận của họ đó là cho dù Bitcoin đang tăng hiện tại nó lại sẽ giảm như trước và một ngày nào đó sẽ về không đô la Thường cũng tin một ngày nào đó sẽ không còn trái đất các bạn cũng là vấn đề thời gian nhưng mà thường cảm thấy là cái tòa báo Wall Street Journal hình như là đang có tư thù với Bitcoin các bạn họ rất là ghét Bitcoin từ xưa đến bây giờ nhưng mà các bạn thấy cái này nó cũng không phải là xấu đâu nhìn mặt tích cực hơn thì không phải ai cũng tin mà rất là nhiều người đó họ tin Wall Street Journal có nghĩa là họ vẫn chưa có thật sự tham gia vào thị trường này. Chúng ta còn một số những tin tức nổi bật khác được thường chia sẻ với các bạn. Các bạn thấy được là chúng ta có một cái nhận định đến từ Bloomberg James Safer và tôi cảm thấy là cũng có lý các bạn. Thì James Safer nói là cái sự thay đổi thái độ gần đây của SEC đối với crypto đó và cái việc cho thông qua Ether Spot ETF có thể không phải là do áp lực từ chính quyền Biden đâu mà là áp lực từ cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Thì các bạn cũng nên nhớ là Nancy Pelosi là chủ tịch Hạ viện rất là quyền lực các bạn. Và thật ra bây giờ tuy bà không còn là và chủ tịch hạ viện nữa nhưng mà quyền lực của bà quốc hội đó thì hoàn toàn không có nhỏ đâu và đặc biệt bà rất là quan tâm đến đầu tư các bạn bà là một trong những chính trị gia mà rất thành công trong việc đầu tư rất là nhiều cái nghi vấn các bạn có phải là bà có tin tức nội bộ hay là không thì ai biết được nhưng mà nói chung đó, thì có một nhận định nói là có một người gần đây đã là ủy viên mới nhất của SEC đó chính là Jamie Lizagaga các bạn à, và các bạn nhìn thấy được là người này đó các bạn có thể nhìn thấy ở trên cái lý lịch trước đây chính là cố vấn tài chính cấp cao cho chủ tịch hạ viện Nancy Pelosi như các bạn nhìn thấy ở trên uh, trang web chính thức của SEC và các bạn nên biết đây là một trong năm ủy viên của SEC tại vì SEC đó các bạn biết đây là một cái đơn vị mà họ có tổng cộng là năm người các bạn tổng cộng là có năm ủy viên tính luôn cái chủ tịch giao Chancellor khi bỏ phiếu thì năm người mỗi một phiếu các bạn và phiếu nó có cái độ cân bằng bằng nhau thì các bạn thấy được là Jamie là người mới nhất tham gia vào cái đơn vị này và các bạn cũng đã biết là gần đây thì Nancy Pelosi cũng đã ra dấu hiệu đổ một crypto bằng cách là bỏ phiếu ủng hộ dự luật nền tảng crypto FIT11 thì nếu như đây là sự thật đó, thì đây sẽ là một cái sự thay đổi rất lớn ở SEC. Tại vì các bạn có đã biết là chúng ta đã có hai quỹ viên ủng hộ crypto tuyệt đối. Thứ nhất đó chính là Hester Pierce và thứ nhì đó chính là Mark Ueda. Hai người này đó thì liên tục ủng hộ crypto các bạn khi bỏ phiếu cho những quy định liên quan đến crypto. thì họ đều là bỏ phiếu ủng hộ. Nếu như chúng ta có thêm một người nữa đó chính là Jamie. Nếu như mà Jamie thật sự là làm việc cho Nancy Pelosi và là một người mà đến SEC với cái quan điểm là ủng hộ crypto tại vì bây giờ Nancy Pelosi ủng hộ crypto thì đây sẽ thay đổi tất cả khi mà bỏ phiếu đó các bạn có thể nhìn thấy là chúng ta sẽ có ba áp đảo hai và chỉ cần như đó thôi thì SEC sẽ hoàn toàn thay đổi rất là nhanh hy vọng đó là sự thật các bạn đó chính là cái nhận định đến từ Lumber Safer khi mà đọc cái lý lịch của Jamie và các bạn thấy được đây là cái thông báo đến từ Nancy Pelosi liên quan tới dự luật nền tảng crypto Fit 21. Nói chung thì bà viết rất là nhiều trên căn bản đó bà chỉ muốn nói là bà ủng hộ crypto dự luật đó thì có thể cần phải chỉnh sửa nhưng mà nói chung bà ủng hộ cái khái niệm để có thể giúp cho thị trường này phát triển. Và các bạn có biết hôm nay là sinh nhật lần thứ 90 của SEC thì trước hết là happy anniversary từ những nhà đầu tư được SEC bảo vệ from massive gangs, các bạn, tại vì SEC đã khiến cho rất nhiều người mất cơ hội để mà kiếm tiền trong thị trường này. Trách nhiệm của SEC đó đã là để mà ổn định thị trường tài chính các bạn nhưng mà SEC đó thì lại rất là thích lộng quyền trong cái thị trường crypto này đương nhiên không nói thì những crypto này là hoàn toàn sạch sẽ và không có ai cần phải được bảo vệ hết thậm chí đơn giản nói là những người mà SEC quan tâm đến những cái công ty mà SEC kiện đó, những công ty đó không có ai mượn SEC kiện hết các bạn đâu có ai mượn SEC kiện Ripple đâu đâu phải là những nhà đầu tư cùng nhau hợp lại rồi nhờ SEC kiện Ripple tại vì họ thua lỗ gì gì đâu các bạn nhưng mà vì lý do SEC kiện Ripple dẫn đến đồng XRP bị giảm giá hành động đó khiến cho những nhà đầu tư họ bị mất tiền các bạn hay là đâu có ai nhờ SEC kiện Coinbase hay là Robinhood đâu nhưng mà SEC đã cứ thích làm những chuyện đó trong khi mà trong thị trường này đó còn biết bao nhiêu là những người xấu các bạn cần phải được điều tra và được xử lý nhưng mà không chưa thực ra Chancellor đây hầu như chỉ quan tâm đến những cái mà không đâu đâu thôi các bạn và trên căn bản đó những cái gọi là tồi tệ nhất trong vòng mấy năm qua xảy ra trong thị trường này đều là xảy ra dưới quyền quản lý của Gary Gensler. Chúng ta nói tới Voyager, chúng ta nói tới BlockFi, chúng ta nói tới Luna UST, chúng ta nói tới FTX. Tất cả những cái đó thì Gary Gensler hoàn toàn đó không có quan tâm đến, dẫn đến thiệt hại vô cùng lớn. Nhưng mà những cái mà không ai mượn thì uh, Chủ tịch Gary Gensler rất quan tâm các bạn. Không biết gì lý do tại sao nhưng mà nói chung đó thì các bạn thấy là vẫn còn rất là nhiều thứ mà SEC có thể quan tâm nhưng mà họ lại không có chú tâm vào những thứ này như là Hulk Hogan Đây là một trong những người mà cũng rất nổi tiếng các bạn Nói chung thì cũng lâu rồi thì mới nghe nói tới Hulk Hogan Một người mà trong cái chương trình trực lộn Hoa Kỳ đó gọi là WWE Cái mà chúng ta nhận được là hình như là Hulk Hogan đang siêu một cái đồng meme coin nào đó có tên là Hulk nhưng mà ngay sau đó đó thì đã xóa cái thông tin đó ngay lập tức ở trên X ở trên Twitter và sau đó đó thì Hulk Hogan nói là không phải là Hulk Hogan là người siêu cái đồng đó Ai mà biết được các bạn có thể là tại vì Hulk Hogan lo lắng là cái này có thể bị điều tra và có thể dẫn đến là bị phạt hay là bị tù gì đó cho nên đang nhanh chóng xóa bỏ nhưng mà những cái này là những cái mà SEC có thể giúp đỡ điều tra để mà bảo vệ những nhà đầu tư nhưng mà chúng ta thấy những cái đó SEC cũng có làm nhưng mà rất là ít chủ yếu đó là chỉ là những cái tin tức giật gần như là đi kiện sàn Binance đi kiện sàn Coinbase đi kiện công ty Ripple muốn kiện công ty Consensus liên quan tới Ethereum rồi muốn đi kiện công ty Robinhood liên quan tới cái gì ai biết đâu các bạn đó là những cái mà SEC Muốn làm Còn những cái cần làm đó Thì chúng ta lại ít như nói tới Giống như là đi điều tra Logan Paul Đi điều tra Hulk Hogan Đi điều tra những cái người nổi tiếng Mà họ siêu động thường xuyên Ở trên mạng xã hội Như thường nói Cũng có vài đợt giống như là Kim Kardashian Hay là Floyd Mayweather Thì SEC cũng phạt họ nhưng mà đó chỉ là một trong những cái số nhỏ mà thôi Còn số lớn đó thì hầu như ít nghe nói đến Và chúng ta bây giờ hãy dành thời gian để mà chia sẻ về Bitcoin Spot ETF đây các bạn Hôm nay đây dòng tiền như thế nào Chúng ta cũng đã biết chúng ta đã có một chuỗi ngày liên tục tổng cộng đó là 17 ngày 17 ngày mà chúng ta đang nói tới đó chính là những cái ngày hành chánh các bạn như là đã hơn 3 tuần rồi. Hôm nay đó lại sẽ là ngày 18 chúng ta sẽ có cái dòng tiền dương liên tục và ngày mai là ngày thứ sáu tại hoa kỳ nếu như ngày mai chúng ta có dòng tiền dương nó sẽ là một tháng liên tục chúng ta có dòng tiền dương đến từ bitcoin smart etf Tuy các bạn nhìn thấy là hiện bây giờ đó chúng ta đang âm 132 triệu, phần lớn là đến từ một cái đợt bán bất ngờ từ công ty ArkInvest các bạn rồi sau đó chính là GBTC của Rayscale bán 37 triệu. Nhưng mà hôm nay đó thì chúng ta cũng đã có cái thống kê đến từ mười 15 Capital là BlackRock lại thu vào tới 347 triệu các bạn. Thì có nghĩa là hôm nay chúng ta sẽ kết thúc dòng tiền dương đâu đó là khoảng 214 triệu chúng ta chỉ chờ far side update mà thôi thì các bạn sẽ có con số mới nhất nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy được là bây giờ đã có rồi tổng cộng hôm nay chúng ta đã có dòng tiền dương là 217.7 triệu chính thức có 18 ngày hành chính liên tục có dòng tiền dương Bà Thuận đã chia sẻ nhiều về cái mối quan hệ giữa dòng tiền dương với lại giá của Bitcoin như thế nào Và sắp nguồn cung này như thế nào Nhưng mà nào mà chưa xem những cái video gần đây thì cũng nên xem để hiểu rõ hơn Hôm nay đây chỉ muốn nói lướt qua mà thôi các bạn Và chúng ta cũng thấy được là tính luôn ngày hôm nay đó thì BlackRock đã lưu trữ hơn 300.000 Bitcoin các bạn BlackRock hiện bây giờ đang lưu trữ 302.545 Bitcoin chỉ trong thời gian là 5 tháng thôi, chấm dầm 5 tháng thôi, họ đã thu gom hơn 300.000 Bitcoin rồi. Các bạn có nghĩ là 1 năm sau, 2 năm sau thì sao các bạn? Trên thế giới này chỉ có tổng cộng là 21 triệu Bitcoin mà thôi. Chấm dầm 5 tháng, BlackRock đã lưu trữ số này rồi. Cực kỳ kinh khủng các bạn. Và chúng ta cũng có một cái tin tức đến từ UAE các bạn. Đây là cái uh, cuộc họp ngân hàng trung ương của những tiểu vương quốc Ả Rập. Thì các bạn thấy được là cái thông tin đó là ngân hàng trung ương UAE đã phê duyệt một hệ thống mới để mà giám sát và cấp phép cho stablecoin. Hệ thống này yêu cầu các token thanh toán phải được hỗ trợ bằng đồng dirham UAE và không được liên kết với những loại tiền tệ khác. Thì điều này nghĩa là gì các bạn? Điều này có nghĩa là nếu như mà công ty Circle hay là công ty Tether muốn hoạt động ở UAE thì họ phải có một cái phiên bản mà neo theo cái tiền quốc gia của họ chứ không phải là đồng đô la. Cùng lúc đó, đó thì cơ quan dịch vụ tài chính ở Dubai, DFSA cũng chỉ công nhận một số token như Bitcoin, Ether, Litecoin, XRP và Tencoin mà thôi. Thì đây là những cái thông tin đến từ khu vực Trung Đông các bạn. Nói chung ra thì họ cũng đang tiến tới để có những cái khuôn cổ pháp lý riêng để mà quản lý tiền crypto này. Và các bạn thấy rất rõ ràng đó là họ cũng có những cái hạn chế giống như là ở Dubai. Thì hiện bây giờ họ chỉ công nhận Bitcoin, Ether, Litecoin, XRP và Tencoin mà thôi. Điều mà thường thú vị đó chính là Tencoin các bạn. Tencoin thì tương là mới hơn. Bitcoin Ether thì không có gì để nói rồi các bạn. Đây là hai đồng vốn hóa lớn nhất. Litecoin thì có thể là tại vì Litecoin đã có nhiều năm rồi và trước đây ra những sàn giao dịch thì họ hỗ trợ Bitcoin, Litecoin, Ether. Cái này cũng không gì là quá lạ. Còn XRP đó thì đương nhiên đó là đồng cũng rất lớn các bạn. Đã nhiều năm rồi và hiện bây giờ đó XRP vẫn là đồng có vốn hóa thứ 8 hiện tại các bạn và nếu như không tính Lido, Stake Eater và những đồng ổn định XRP vẫn là đồng có vốn hóa lớn thứ năm trên thị trường. Chúng ta cũng có một cái tin tức liên quan đến Cardano nhưng mà nào mà chờ đợi thông tin từ Cardano lên thì chúng ta cũng đã có một tin tức mới đó chính là Cardano Foundation họ đã công bố quan hệ đối tác mới tại quốc gia Argentina thì những gì mà được chia sẻ đó là thống đốc tỉnh Andre Rios cùng với lại Rafael Fraga đây là trưởng bộ phận phát triển kinh doanh tại Cardano Foundation họ đã ký một cái thỏa thuận hợp tác liên minh này đó là đặc biệt hướng tới cái tỉnh Andre Rios với cái mục tiêu là thúc đẩy việc áp dụng blockchain trong khu vực nhưng mà chi tiết đó thì chúng ta vẫn chưa có rõ và cho thì cũng đã viết một cái bài cũng khá là dài ở trên Twitter của bạn ở trên X. Thì nói chung ông cũng phàn nàn về việc là tại sao ít có những bài báo nói tốt về Cardano. Cardano nó có rất nhiều những cái sự thay đổi lớn nhưng cập nhật kế tiếp rồi phát triển hệ thống phi tập trung rồi phát triển smart contract vân vân nhưng mà ít ai nói đến và nhiều bài viết ra thì lại dù dập Cardano và điều này đã khiến cho ông bất mãn. trong khi Cardano có rất nhiều tiềm năng đối với ông thì đương nhiên các bạn thấy được là một dự án đó nó cũng rất là khó khăn các bạn tại vì một dự án có thể là phát triển mà công nghệ à, cộng đồng cũng có thể là rất tốt nhưng mà nếu như mà giá cả không tăng thì sẽ có rất nhiều áp lực đối với dự án đó cho dù là các bạn nghĩ sao đi nữa đó thì giá cả rất là quan trọng các bạn giá cả ảnh hưởng tới những nhà đầu tư giá cả ảnh hưởng đến cộng đồng giá cả ảnh hưởng đến developer của dự án đó nếu như mà một dự án cho dù các bạn nghĩ là cứ chú tâm phát triển công nghệ cứ chú tâm phát triển hệ sinh thái thì mọi thứ sẽ ổn nhưng mình nếu như các bạn không có thấy giá tăng hay là không có khiến cho giá tăng được đó, thì các bạn thấy là nhiều người sẽ rất là nản và họ sẽ bỏ cuộc đó là sự thật mà thôi cho nên giá rất là quan trọng một người lãnh đạo của một dự án đó thì phải cần quan tâm đến giá chứ nếu nói là giá không quan trọng họ chỉ quan trọng đến cái việc phát triển nền tảng mà thôi thì cái đó Thuận cũng cảm thấy là không có đúng hoàn toàn đâu các bạn một công ty hiện bây giờ mà họ có chứng khoán trên sàn chứng khoán Hoa Kỳ thì họ phải quan tâm đến cả hai nhưng công ty của Thuận thì họ phải quan tâm đến thứ nhất là cung cấp dịch vụ sao cho tốt để mà có thêm cái doanh thu nhưng mà họ cũng phải tốn cái thời gian tương ứng để mà theo sát thị trường và theo sát giá cả của cổ phiếu tại vì cái đó nó đại diện cho lợi ích của cổ đông các bạn cho nên các bạn đã thấy được là giá của cổ phiếu giá của token kinh nó rất là quan trọng còn về việc là cộng đồng cảm thấy nản tại vì các bạn thấy là giá cả cũng không thay đổi nhiều nhưng mà Thuần thì vẫn là một trong những người mà lưu trữ Cardano hiện tại Và Cardano cũng không có làm cho Thuần thất vọng vào năm 2021 Đợt này ra sao thì chúng ta vẫn chưa biết Nhưng mà các bạn đã thấy là Cardano đúng là một dự án thì vẫn đang tiến triển hiện bây giờ Còn về việc là có nhiều bài báo nói xấu với Cardano Thì cái này cũng bình thường thôi các bạn Tôi cảm thấy là bao nhiêu năm qua biết bao nhiêu bài báo viết xấu về Ethereum Các bạn thấy được là Ethereum thì vẫn tiến triển tới mà thôi Và bà Thái Lực cũng chẳng quan tâm đến những bài báo đó nói gì đâu và liên quan tới một số thông tin khác đó, thì các bạn có thể nhìn thấy được là có người à, nói là ở trên X á, bây giờ đã đang thử nghiệm sẽ có cái nơi để cho các bạn có thể viết về lý lịch của các bạn và để vào lý lịch của các bạn đi học ở đâu đi làm ở đâu vân vân thì chúng ta thì đây cũng có thể là một cái bước tiến tới tại vì elon musk muốn x trở thành một cái siêu ứng dụng các bạn có nghĩa là trong đó nó sẽ có tài chính nó sẽ có mướn người nó sẽ có tuyển dụng vân vân tất cả luôn thì đây vẫn là cái bước tiến tới cho cái nền tảng x và chúng ta thấy được là còn một thông tin khác nữa là liên quan tới Metaverse và Sandbox thì họ đã huy động được 20 triệu đô la các bạn và có nghĩa định giá dự án này ở mức là 1 tỷ đô la. 1 tỷ đô la đã giảm từ 4 tỷ năm 2022 rồi. Và Sandbox tìm cách nâng cao nền tảng trò chơi về phát triển một Metaverse phi tập trung cho các thiết bị di động dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2025 như năm tới các bạn và The Sandbox cũng sẽ cập nhật công cụ game maker và công cụ chỉnh sửa 3D của mình thì Kingsway Capital và Amin Brand dẫn đầu cái vòng gọi vốn này với sự tham gia từ LG Tech Venture và True Global Ventures. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thường hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu như ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, XM, Binance, Alinex và một số những dịch khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.